Xin chào mọi người, thì hôm nay Phan Hải Vlog sẽ chia sẻ cho mọi người hai cái bài thuốc mà nó có thể điều trị bệnh tiểu đường rất là tuyệt vời luôn mọi người. Mà cái quan trọng là những cái bài thuốc mà Hải chia sẻ lên cho mọi người á, là nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà cái tác dụng, kết quả nó rất là tuyệt vời. Thì cái bài thuốc này cũng không nằm trong ngoại lệ ha mọi người ha. Thì những cái dược liệu mà Hải sắp chia sẻ cho mọi người đây thì nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà cái kết quả của nó rất là tuyệt vời, và đã có rất là nhiều anh chị em, cô bác anh chị đã áp dụng và nó có kết quả ngoài sự mong đợi luôn mọi người. Rất là hay luôn. Cho nên là Hải mới quyết định chia sẻ lên cho mọi người cái bài thuốc này. Thì cái bài bệnh tiểu đường thì do rất là nhiều nguyên nhân nó gây nên bệnh tiểu đường. Mà sau khi chúng ta đã bị bệnh tiểu đường rồi thì chúng ta rất là cực khổ luôn. Bệnh tiểu đường thì nó sẽ gây cho chúng ta rất là nhiều cái biến chứng sau này. Ví dụ như thận, gan, tim, gọi là tim mạch đó, rồi huyết áp. Mà chúng ta không chữa trị kịp thời thì cái bệnh tiểu đường này thì nó sẽ biến chứng rất là xấu luôn. Sau này thì nó có thể cướp mạng của chúng ta luôn. Bệnh tiểu đường này nếu chúng ta cảm thấy bình thường thì bình thường, nếu chúng ta hiểu đúng của nó thì nó sẽ còn hơn cái bệnh ung thư nữa mọi người. Nó phá cái những cái lục phổ ngũ tạng chúng ta, nó phá nội tạng chúng ta rất là ghê gớm. Thì nếu mà hiểu đúng về bệnh tiểu đường thì mọi người nên cẩn thận ha. Khi mà chúng ta bị tiểu đường rồi thì chúng ta không nên coi thường nó. Vì vậy cho nên những cái bài thuốc nam có thể giúp được cho mọi người rất là tuyệt vời luôn. Thuốc tây vẫn được, nhưng mà thuốc tây khi chúng ta sử dụng nhiều thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến nội tạng chúng ta. Về thuốc nam thì nếu chúng ta trị được bệnh tiểu đường thì nó ít gây biến chứng sau này, và nó đã hết thì nó sẽ hết rất lâu, nó bình ổn rất lâu, bình ổn đường huyết chúng ta rất là lâu. Cho nên là nếu điều trị theo Hải thì mình nên chọn những cái bài thuốc nam chúng ta sử dụng thì nó có hay hơn ha mọi người ha. Và bây giờ thì mình chia sẻ cho mọi người hai cái bài thuốc mà chúng ta có thể áp dụng và điều trị bệnh tiểu đường tại nhà, không tốn một đồng luôn mọi người ha, mà nó kết quả rất là tuyệt vời. Đây mọi người. Mọi người nhận ra đây là cái gì không? Đây là cái lá xài ha mọi người ha. Ở miền Bắc gọi là lá xoài, ở miền Nam gọi là lá xài. Cái trái xài mà mình ăn trái á. Đó. Thì cái lá xài, cái cây xài này á, cái lá xài này nó trị bệnh tiểu đường rất là tuyệt vời luôn. Mà nói chung thì đã rất là nhiều người sử dụng rồi. Cho nên thì hôm nay Hải mới chia sẻ lại cho mọi người đây. Để mà có bài thuốc từ lá xài này trị bệnh tiểu đường thì nó cực kỳ đơn giản thôi mọi người. Cái quan trọng là mọi người có tin bài thuốc mà mọi người có sử dụng hay không đó. Chứ thực chất ra nó rất là tuyệt vời. Nhưng mà mình xin chia sẻ với mọi người rằng nếu muốn kiểm chứng thì chúng ta phải sử dụng. Lá xài này chúng ta sẽ có thể ăn được, cho nên chúng ta nó không bị ngộ độc đâu. Nếu chúng ta muốn kiểm chứng bài thuốc thì chúng ta sử dụng thì chúng ta mới kiểm chứng được không người ha. Chứ còn nói khơi thì không biết có được hay không đâu. Nhưng riêng mình biết cái tác dụng của nó nên mình mới chia sẻ lại cho mọi người. Rồi, bài thuốc thứ nhất mọi người tìm cho mình 5 cái lá xài. 5 cái lá xài non như thế này. Lưu ý là lá xài non ha, 5 lá như thế này. Lá xài non nó có màu như vậy ha mọi người ha. Còn lá xài già thì nó có màu xanh như thế này. Đó, mọi người lấy cho mình lá xài non như thế này, 5 lá. Mọi người ngâm con nước loãng, rửa sạch con nước sạch để ráo cho mình. Rồi mọi người bỏ vào một cái ly. Cái ly bà lớn như vậy. Bà cao như vậy. Ha. Ly bà lớn vậy ha. Cũng bự một chút, đừng nhỏ quá mọi người ha. Nhỏ quá bỏ 5 lá xài đầy rồi. Ly bà lớn như vậy. Bà cao như vậy. Ha. Bỏ một cái ly, mọi người đổ cho mình đầy ly nước sôi vào. Đổ nước sôi vào đầy ly. Nước nấu sôi á, đổ vào đầy ly, lấy cái gì đậy lại. Lưu ý là khi chúng ta làm trước khi ngủ là chúng ta làm. Làm xong thì sau khi sáng thức dậy á, chúng ta vệ sinh xong, chúng ta uống hết cái nước đó. Trước bữa ăn cũng được và sau bữa ăn cũng được. Chúng ta uống hết cái nước và bỏ cái lá xài bỏ đi, bỏ bã đi, bỏ xác đi, uống nước thôi. Và lưu ý rằng nếu chúng ta bệnh bình thường, bệnh nhẹ thì chúng ta nên một ngày chúng ta sử dụng một lần thôi. Chúng ta không sử dụng được 2-3 lần. Bởi vì cái lá xài này nó hạ cái đường huyết rất là mạnh, cho nên chúng ta sử dụng một lần thôi. Nếu chúng ta quá nặng, bệnh quá nặng thì chúng ta đường mà nó lên tới 200 mấy rồi đó thì chúng ta sử dụng 2 lần, sáng một lần và khoảng 2-3 giờ chiều một lần. Để làm gì? Vì sợ là sau khi chúng ta sử dụng vào là nó hạ đường huyết, và khi tối chúng ta uống thì nó hạ đường huyết thì rất là cực, rất là nguy hiểm. Cho nên là nếu có sử dụng 2 lần thì chúng ta nên sử dụng sáng và 2-3 giờ chiều. Đó là bài thuốc mà chúng ta có thể vận dụng cái lá xài này mà chúng ta trị được cái bệnh tiểu đường rất là tuyệt vời. Và nếu như nhà chúng ta có thì nó dễ rồi, mọi người lấy cái lá non ha. Và nếu như không có cái mùa lá non thì chúng ta sử dụng bằng cái gì?
chúng ta sử dụng lá già bằng cách nào? Bằng cách thứ hai đây. Nếu nhà chúng ta ở thành phố chúng ta không có lá xài thì chúng ta nên đi về vùng quê hay ở đâu á, chúng ta xin cái lá xài này. Hoặc chúng ta để đó chúng ta dự trữ chúng ta sử dụng ha. Bài thuốc thứ hai là bài thuốc sử dụng lá xài khô để chúng ta có thể dễ dàng sử dụng. Mọi người tìm cho mình lá xài khô càng nhiều càng tốt. Lá xài tươi nè, lá xài già ha. Hồi nãy là mình sử dụng lá xài non, đúng không? Bây giờ là mình sử dụng lá xài già đây. Lá xài già là lá xài như thế này. Mọi người tìm cho mình càng nhiều càng tốt lá xài già, lá xài. Mọi người phải cũng vệ sinh sạch sẽ, ngâm con nước lỏng, rửa con nước sạch để ráo đi. Xong mọi người, một là mọi người để nguyên, mọi người phơi. Hai là mọi người có thể sắc nhuyễn là mọi người phơi. Nhưng mọi người phơi trong bóng râm chứ không có phơi ở ngoài nắng trực tiếp. Trong bóng râm là sao? Ví dụ cái mái nhà chúng ta như vậy, nắng thì nó sẽ nắng xuống đây. Thì chúng ta phơi ở trong cái mái nhà như thế này, trong gần với cái mí nắng, gần mí nắng thôi, chứ không đừng có phơi ngoài nắng. Hoặc ở trong cái bóng, ở cái tán cây như thế này, nắng ở đây thì chúng ta sẽ phơi ở cặp cái bị nắng này nè. Chúng ta đừng có phơi ra ngoài nắng trực tiếp để chúng ta lấy cái gió và cái hơi nóng đó, nó sẽ khô cái lá xài, chứ chúng ta không có phơi ngoài nắng trực tiếp. Để làm gì? Để sau khi mà lá xài này nó khô á, nó vẫn còn giữ cái màu xanh này lại. Và cái màu xanh này nó chứa những cái chất mà để trị bệnh tiểu đường của chúng ta. Nếu chúng ta phơi ngoài nắng thì cái màu lá nó sẽ xanh như thế này. Nó sẽ không còn màu xanh nữa. Nhưng chúng ta phơi trong bóng râm thì nó sẽ còn giữ lại màu xanh. Sau khi chúng ta đã phơi thật khô rồi, phơi nhớ là phơi khô cho giòn luôn. Phơi khô giòn luôn ha, cũng lâu á, cũng cả tuần lễ đó mọi người, chứ không phải ít đâu. Nhưng mà vì cái bệnh của chúng ta nên sử dụng ha. Sau khi khô giòn rồi mọi người giả hay xay nhuyễn ra thành bột cho mình. Xay thành bột ra cho mình. Sau khi mọi người xay, mọi người rây lượt ra, còn những cái sơ rồi đó, những cái gừng gân của nó là nó thành sơ, thì mọi người rây lượt ra lấy cái bột hay còn cái sơ của nó mọi người bỏ đi. Và mọi người lấy cái bột của nó để sử dụng. Vậy là chúng ta đã có được cái bột của lá xài để chúng ta có thể trị bệnh. Và cách trị bệnh thì sao? Rất đơn giản. Sau khi sáng chúng ta thức dậy vệ sinh xong thì chúng ta sử dụng nửa muỗng cà phê bột lá xài. Bỏ một cái ly bao cao vậy ha. Ly bao cao vậy. Bao lớn vậy. Và chúng ta sử dụng cái nước mà nấu sôi mà để ấm còn khoảng 30 35 độ, chúng ta đổ vào cái ly đó, đầy ly, và chúng ta sử dụng một lần. Và cái cách sử dụng thì cũng giống như hồi cái cách một thôi. Nếu chúng ta bệnh nặng thì chúng ta sử dụng hai lần. Vào buổi sáng và thứ hai 3 giờ chiều. Sử dụng một lần nữa. Chúng ta đặc biệt không dùng buổi tối. Và trong khi chúng ta trị bệnh tiểu đường này, chúng phải tuân theo cái phác đồ trị bệnh. Ví dụ, phác đồ đó là gì? Có 3 cái thành phần chính, đó là thuốc, thức ăn và tập thể dục. Thuốc là có yêu cầu thế nào? Thuốc yêu cầu là phải có nguồn gốc tự nhiên, không gây ảnh hưởng đến nội tạng trong khi sử dụng dài lâu. Thức ăn thì sao? Thức ăn thì chúng ta nên kiêng cử những cái loại thức ăn mà nó có thể sinh ra đường, mà nó gây cho cái bệnh chúng ta nó càng ngày càng nặng hơn. Đó là những thức ăn tiêu biểu, đại diện như những thức ăn ví dụ như là rượu bia, nước ngọt, bánh kẹo. Đó. Và còn về cái vấn đề mà tập thể dục thì chúng ta cũng nên tập thể dục vận động để cho cơ thể chúng ta nó khỏe mạnh, để cho những cái kháng thể, cái gọi là cái hệ miễn dịch chúng ta nó không bị tụt. Chúng ta phải vận động để cho cái hệ miễn dịch chúng ta nó nâng cao lên và chúng ta chống chọi lại bệnh. Hai người ha. Thì đó là những cái mà quan trọng ở trong cái phác đồ mà chúng ta điều trị cái bệnh tiểu đường. Rồi thì hôm nay mình đã chia sẻ xong cho mọi người cái bài thuốc mà hai cái bài thuốc mà trị bệnh tiểu đường từ cái lá xài rất đơn giản này. Và trong khi điều trị cái bệnh tiểu đường thì cái việc mà quan trọng nhất để cho nó hết bệnh lâu dài đó là chúng ta khôi phục lại tuyến tụy. Tuyến tụy chúng ta bị ảnh hưởng cho nên là bệnh tiểu đường chúng ta mới có. Nguyên nhân gây bệnh tiểu đường là do tuyến tụy bị suy. Thì chúng ta phục hồi cái tuyến tụy lại cho nó phục hồi lại thì đó là một cái biện pháp lâu dài điều trị bệnh tiểu đường ha. Rồi thì cũng đã xong, thì bài thuốc cũng đã xong rồi. Thì cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành ủng hộ Hải trong suốt khoảng thời gian qua. Thì Hải cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bây giờ thì chúc mọi người bệnh luôn vui vẻ, hạnh phúc và có sức khỏe trong cuộc sống này. Thì bây giờ thì video Hải xin kết thúc ở đây. Và bây giờ thì chào tạm biệt mọi người nha.